Vâng, xin chào quý anh chị. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý anh chị một mảnh đất vườn nha quý anh chị. Mảnh đất vườn thuộc xã Long Thọ, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai nha quý anh chị. Tổng diện tích của lô đất này là 723 m². Mặt tiền của nó đây quý anh chị, mặt tiền được 36 m nhá. Mặt tiền này đường được hiển thị trên bản đồ luôn rồi nhá, đường nhà nước đấy quý anh chị. Đất mình đây. Đằng sau có một con kênh nha. Lát mình sẽ chạy và đi vào trong để quay con kênh cho quý anh chị xem này. Đó, 36 mét mặt tiền đường ô tô nhá. Đường đường xe hơi, đường rất là rộng này quý chị. Đó. Bốn xung quanh là dân ở kín hết rồi quý chị nhá. Này, đằng trước này. Đó, đây kia con đường lớn, đường nhựa lớn. À, bốn xung quanh là dân ở hết rồi. Đó. 36 mét mặt tiền. Hướng chính bắc nha quý anh chị. Này, đằng sau là con kênh này quý chị này. Phong thủy hữu tình luôn nha quý anh chị. Đây là con kênh đằng sau này. Là trong khu dân cư là bốn xung quanh ở dân ở hết rồi quý anh chị nhá. 723 m², hiện tại thì nó là đất trồng lúa nha quý anh chị, nhưng mà khu vực này được quy hoạch lấy đất vườn nhá, đất trồng cây lâu năm. Đây, con kênh đằng sau này, đất của mình này. Cái bụi cỏ kia cho chị nhá. 723 m², hướng bắc, cách sân bay Long Thành 5 km này quý chị, cách đường Hùng Vương khoảng 400 m thôi, cách đường lớn Hùng Vương, đường trục chính đó. Phần sau cái video thì mình sẽ chỉ cho quý anh chị vị trí chính xác của lô đất ở làm trên Google Map nhá. Tiện ích thì bu xung quanh khoảng 500 m là có đầy đủ tiện ích luôn nha quý chị. Dân thì ở hết rồi. Lát nữa mình sẽ up cả cái bản đồ quy hoạch lên cho quý chị xem phần sau video thôi, vị trí chính xác của lô đất này gần đường vào sân bay Long Thành luôn đấy quý chị. Hiện trạng là đất trồng lúa nhưng mà được lên cây, lên đất vườn đấy quý chị. Đây, mặt tiền ạ, đằng sau có con kênh, có nhà người ta ở. Đó. Rồi, đây là bản đồ quy hoạch của thửa đất nha quý anh chị. Tờ 27 thửa 394 này. Long Thọ Nhân Trạch nha quý anh chị. Hiện tại là đất trồng lúa này quý anh chị, nhưng mà quy hoạch đến năm 2030 là đất trồng cây hàng năm khác, là đất vườn đấy nha quý anh chị nhá. Là mình có thể chuyển đổi được lên đất trồng cây hàng năm. Đó. Diện tích là 723 m² này quý anh chị này. Mặt tiền được chiều ngang mặt đất là 36 m nha. Đây là con kênh đằng sau này quý anh chị. Đó, màu xanh xanh này. Đó. Từ đây đi đường này xong ra được Hùng Vương ha quý chị, khoảng độ 400 m nha. Đó, đây là vị trí của lô đất trên bản đồ Google Map nha quý anh chị. Đây là thửa đất của mình là cái chấm đỏ này nha quý anh chị. Đây là quốc lộ 51 này. Cách cái lô đất của mình khoảng 3 km nha quý chị. Ở đây sân bay Long Thành nhá, khoảng 5 km từ lô đất đến sân bay Long Thành này, khoảng 5 km nha. Ở đây nút lên cao tốc nha quý chị, đây cái nút giao cao tốc này. Mình lên đây là mình về rẽ trái, đây là về thành phố Hồ Chí Minh nha quý chị, thành phố Thủ Đức này. Thì khoảng độ 20 km này là về tới thành phố Thủ Đức nha. Đó. Đây là đường quốc lộ 51 này quý chị. Còn đây là đường cao tốc Bến Lức Long Thành này, đang thi công nhá. Sát bên là khu công nghiệp Nhân Trạch nha quý chị. 9 khu công nghiệp của huyện Nhân Trạch để tập trung hết ở khu vực này nha quý chị. Đó. Đấy, dân cư ở hết rồi. Khu công nghiệp thì tất nhiên là dân cư họ sẽ ở bốn xung quanh rồi. Đây. Mình sẽ zoom nhỏ lại vị trí của lô đất để cho quý anh chị xem gần đến các tiện ích của lô đất nha. Đây là đường lớn Nguyễn Ái Quốc này, đây là đường Hùng Vương này. Rồi mình đi vào lô đất này quý chị, đó, lô đất chấm đỏ này nhá. Rồi quý chị thấy không? Tiện ích này, đây là Hùng Vương này, đầy đủ tiện ích luôn nha. Karaoke này, bách hóa này, quán hải sản này, nhà hàng, karaoke, nhà trọ, quý chị. Lô đất của mình vị trí nó nằm ở trong khu dân cư luôn nha quý vị nhá. Bốn xung quanh là đất người nè, quý vị thấy không? Nhà ở hết rồi này, rất là đông nhá.
nhà trọ các thứ rất là nhiều, tại vì nó sát khu công nghiệp này. Khu đất này mình có thể làm các cái dịch vụ như nhà trọ, rồi là nhà vườn nữa quý chị nhá, kể cả làm kho xưởng gì đó ha. Xe hơi vào tận nơi được mà quý anh chị, xe tải có thể vào được. Quý anh chị còn muốn tìm hiểu thêm về lô đất này thì liên hệ mình ở chỗ điện thoại và Zalo mình để trên màn hình nhé, để mình sẽ gửi sổ và các cái thông tin chi tiết hơn về lô đất nha quý anh chị. Xin hẹn gặp lại quý anh chị ở các video sau ạ.